Zlatko Dalic đã công bố danh sách 24 tuyển thủ tham dự World Cup 2018. Sở dĩ đội tuyển quốc gia Croatia công bố tới 24 cầu thủ, thực tế thì chỉ được đăng ký 23 người, là bởi họ đang muốn có những toàn tính cuối cùng trên hàng tiền đạo. Với đội hình được đánh giá cao, Croatia có thể sẽ là chú ngựa ô của World Cup năm nay, dù họ phải rơi vào bảng đấu tử thần với Argentina, Iceland và Nigeria. Ở vị trí gác đền, xuất phát chính gần như thuộc về Daniel Subasic của AS Monaco. Thủ thành từng đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất League One mùa 2016-2017 chính là chốt chặn đáng tin cậy của đội bóng xứ Công Quốc trong chức vô địch quốc gia cùng năm đó. Lovre Kalinic bởi không được bắt chính ở Gen hay Dominic Livakovic của Dinamo Zagreb còn quá non kinh nghiệm quốc tế nên cả hai sẽ khó để chen chân vào đội hình của đội bóng Alcaro. Bộ đôi trung vệ chắc suất đang là Domagoj Vida của Besiktas và Dejan Lovren, trong khi Lovren vừa cùng Liverpool trải qua một mùa giải thành công khi lọt vào đến trận chung kết Champions League. Vida chính là trụ cột của Croatia khi cùng với đội tuyển chinh chiến ở những giải đấu lớn như Euro 2012, 2016 và World Cup 2014. Dự bị cho họ sẽ là Vedan Koluka của Lokomotiv Moscow, cầu thủ 23 tuổi có tới 97 lần khoác áo đội tuyển, bên cạnh những cái tên trẻ trung khác như Mate Mitrovic của Club Brugge, Heduje Seletakar của Red Bull Salzburg. Phía cánh trái, Ivan Strinic với phong độ khá ổn định trong ảo Sampdoria, dự bị cho anh là nhân tố dự phòng của Dynamo Kiev, Joseph Pivarik. Phía cánh còn lại, không ai có thể chiếm được vị trí của Sime Vasiliko, người đang chơi rất hay trong ảo Atletico Madrid. Nhân tố trẻ Tim Javai của Bayer Leverkusen sẽ là cái tên backup đầy thú vị cho cả hai cánh. Với một đội hình thích sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, hai vị trí tiền vệ trung tâm đang thuộc về bộ đôi đang thi đấu trong môi trường đỉnh cao La Liga là Mateo Kovacic của Real Madrid và Ivan Rakitic của Barcelona. Những cái tên dự phòng cho họ cũng rất chất lượng là Milan Padelli đang chơi khá hay trong ảo Fiorentina hay Filip Bradaric của Rijeka. Vị trí hậu công nghiễm nhiên thuộc về thủ quân Luka Modric, tiền vệ vừa cùng với Real Madrid giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Marcelo Brozovic của Inter dù đa dạng trong lối chơi nhưng rất có thể phải ngồi dự bị cho những cái tên kể trên đang thi đấu rất hay tại Tây Ban Nha. Cánh trái sẽ do Ivan Perisic đảm nhiệm khi mà ngôi sao của Inter ghi được 11 bàn và có đến 2 kiến tạo trong mùa giải vừa qua, một con số không tồi với một cầu thủ thuần cánh. Tương tự như vậy ở cánh đối diện, Andrej Kramaric trong ảo Hoffenheim cũng có được cho mình 13 bàn và 2 kiến tạo. Họ là những cái tên đầy hy vọng cho sự cơ động nơi hành lang biên của đội bóng áo caro đỏ trắng. Vị trí trung phong cắm chắc chắn nằm trong tay của Mario Mandzukic. Dù gần đây cầu thủ này chơi dạt cánh dưới tay huấn luyện viên Massimiliano Allegri trong ảo Juventus, nhưng bản năng sát thủ của tiền đạo này là không phải bàn cãi. Số 9 dự phòng nhiều khả năng sẽ là Nikola Kalinic đang được cho mượn ở AC Milan, một gương mặt rất quen thuộc trong suốt hành trình vòng loại. Chỉ còn duy nhất một suất chính thức đi Nga, nhưng lại có đến hai nhân vật cạnh tranh là Ante Rebic của Eintracht Frankfurt và Marco Piaka của Schalke 04. Dù đều còn trẻ và số trận lên tuyển cũng tương đương nhau, nhưng nếu xét về phong độ lẫn sự đa dạng về vị trí thì lợi thế đang nghiêng hẳn về Ante Rebic. Cầu thủ này có thể chơi tốt ở cánh trái lẫn trung phong. Trong khi đó, Piaka còn đang phải rất chật vật để chen chân vào đội hình A của Schalke 04. Vậy nên, khả năng cao là cái tên này sẽ phải bị loại. Đội tuyển Croatia luôn được đánh giá là một trong những đội bóng có thực lực tại châu Âu cũng như bóng rổ thế giới, với chiến tích giành hạng 3 tại France 98 hay nhiều năm liền góp mặt tại các giải đấu lớn như World Cup hay Euro. Tất nhiên ở kỳ World Cup 2018 này, họ hứa hẹn sẽ làm nên chuyện với một đội hình đầy hảo thủ từ hàng hậu vệ cho lên đến tiền đạo. Hãy cùng theo dõi những bước chân của Modric hành trình đến cúp vàng trên đất Nga mùa hè này nhé.